hôm nay nhân ngày đầu xuân, cái năm đầu tiên mà chúng ta không còn chiêm ngưỡng được dung nhan của Hòa Thượng Bổn Sư, tức là Hòa Thượng đã khai kiến ra ngôi chùa Đa Bảo này, để cho những người dân Phật tử ở xung quanh đây cũng như khắp nơi về nương tựa trong mấy mươi năm qua. Còn nhớ rằng năm ngoái Hòa Thượng còn lên đây để ngồi chúc Tết cho chúng ta. Còn nhớ rằng Hòa Thượng đã rất ân cần kêu gọi mọi người hãy tu tâm dưỡng tánh, hãy tu sửa thân cho trong sạch, hãy tu sửa miệng cho thiện lành, hãy tu sửa ý cho đẹp. Mà hôm nay chúng ta không còn chiêm ngưỡng đảnh lễ và chúc Tết cho Hòa Thượng nữa, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng Hòa Thượng luôn dõi theo quý vị nam nữ Phật tử, luôn luôn dõi theo đạo tràng nam nữ Phật tử của chúng ta để nhắc nhở, để khuyến tấn cho mọi người hãy thực hành theo lời Phật dạy, hãy biết làm những điều lành, nói những điều thiện và suy nghĩ những điều hay lẽ phải, để cho tự thân của mình có được niềm vui, tự thân của mình trải nghiệm được sự an lành, sự tĩnh tại của tâm hồn của mình, và hiến tặng sự an lạc hạnh phúc đó cho cha mẹ, cho vợ chồng, cho con cái, cho người thân, cho bà con quyến thuộc của mình. Bằng sự tu tập đó thì chúng ta sẽ có một năm tròn tràn đầy niềm vui, an lạc, hạnh phúc. Và điều đó là chắc chắn, nếu mà khi thân tâm và ý của chúng ta rơi vào tà niệm, rơi vào những cái bất chánh, thì những cái điều khó khăn trở ngại nó sẽ đưa tới mà mình sẽ không đủ sức để vượt qua. Do đó chúng tôi nhân ngày đầu xuân, nhân ngày bắt nhật trai tuần của Hòa Thượng, chúng tôi xin thay lời cho họ, cho Trinh Tăng tại chùa Đa Bảo đây, có lời cầu chúc Tam Bảo trong mười phương, Đức Phật đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật tùy từ gia hộ, cho toàn thể quý vị nam nữ Phật tử một năm mới Quý Mão tràn đầy sức khỏe, thân khỏe, tâm an và gia đạo được vạn sự cát tường như ý. Và tiếp theo là chúng tôi xin mời toàn thể quý vị nam nữ Phật tử cùng ra đằng sau nơi giác viên đường của Hòa Thượng Bổn Sư để đảnh lễ tri ân Ngài, đảnh lễ tưởng niệm nhân ngày 100 ngày Ngài đã vào cõi Niết Bàn. Sau đó thì chúng ta quay lại ở đây để nhận lộc của ba ngôi Tam Bảo, để mình dùng, để mình giữ bên nhà người của mình, để lúc nào cũng có Phật ở bên người của mình, lúc nào cũng có Bồ Tát ở bên người của mình, để chở che cho thân, cho khẩu ý của mình được tắm mát trong suối nguồn từ bi của Phật, được soi sáng trong ánh sáng trí tuệ của Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân như bản thể tánh niên cùng tháp giới dâng lên cúng dường giác linh Hòa Thượng cùng nghe từ lâm thế chánh tông tứ thập tam thế khai kiến ra bảo từ chứng minh đạo sư thiện thệ tử quý thượng đồng hạ pháp tự thông niệm hiểu viên đạt hoàn.
Bồ Tát Nam Mô Độ Nhân Sư Bồ Tát Nam Mô Độ Nhân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quang Âm Thiện Trụ Bi Phật từ lâm tế chánh tông